Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tôi là Phương Vũ Dưỡng. Yes. Chúc bạn ngày mới vẻ ạ. Thì hôm nay tôi sẽ làm clip liên quan đến hacker. Vì rất nhiều bạn comment với tôi là anh ơi làm tiếp cái series đòi mặt lạ của hacker đi. Thì vì vậy tôi lắng nghe ý kiến của các bạn. Thì tôi sẽ trưng dụng cái hộp này hồi xưa làm thử thách. Thì tôi sẽ dụ hacker chui trong hộp này, sau đó khóa cửa lại, rớt hacker ở trong hộp này. Không ra nữa. Không cho ra luôn. Tức là hacker muốn lấy lại cái mặt nạ này ấy, thì tôi sẽ giả vờ là gọi điện cho hacker, sau đó bảo là tôi để mặt nạ trong cái hộp trước cổng đấy. Sau đó khi hacker chui bên trong lấy mặt nạ thì tôi sẽ đóng cửa lại, không cho ra. Mọi người hiểu tôi chưa? Thì lần trước hacker gọi cho tôi vẫn có số hacker đấy. Thì bây giờ sẽ gọi cho hacker bảo là đến đây lấy mặt nạ đi. Có chuông rồi. Chuông không? Đây chuông. Chào hacker nha. Chào hacker. Thì ông có muốn lấy mặt nạ không? Tất nhiên là có rồi. Đó là một thứ rất chi là quan trọng đối với ta. Đây mặt nạ đây. Đây. Tôi tưởng cái mặt nạ này nó rất là bình thường, làm gì có gì đâu mà quan trọng đối với ông là như nào? Đối với ngươi là bình thường, nhưng đối với ta đó là một thứ rất chi là quan trọng. Trời ơi, mặt lạ này ở chợ quê tôi đây. Quan trọng gì cái mặt lạ này ông ơi? Thôi cho tôi cũng được, ông lấy làm gì? Thứ ở chợ của ngươi là những thứ khác. Còn của ta là thứ rất chi là quan trọng mà phải biết điều khác. Tôi nhìn thấy giống đồ ở chợ lắm mà ông cứ lừa tôi. Tôi sẽ để mặt lạ ở trong cái hộp như này. Đấy, ông đến và ông lấy. Được, ta sẽ đến, các ngươi đừng có giở trò gì đấy. Hãy coi chừng khi mất ngươi mà giở một trò gì đối với ta một lần nữa. Tôi không giở trò gì cả, tôi không cho ăn đâu. Tôi để thật, đây này để thật. Để luôn đây cho ông xem, ông đến đấy đi này. Đây, để đây. Đây, treo luôn mặt nạ ở đây. Đấy, đây nhá, treo mặt nạ trong cái thùng này nhá. Đấy, ông đến ông lấy đi nhá. Ta sẽ đến lấy mày, chờ đấy. Vậy là ông hacker này sẽ đến đây lấy cái mặt nạ nhá các bạn nhá. Vì cái mặt nạ này ông ấy vừa bảo là rất là quan trọng đối với ông ta. Không biết cái mặt nạ ấy quan trọng cái gì, nhưng mà ông ta sẽ đến lấy. Thì bây giờ chúng tôi sẽ chờ hacker đến nhá. Hacker sẽ chui vào đây. Thì anh em mình khả năng núp ở sau đây. Đấy. Hacker khi nào chui vào cái anh em mình bê cửa lên ra, đóng đinh vào. Hiểu chưa? Đúng luôn. Hacker đến chui vào sau sát anh em mình thế này luôn. Đó, không đóng đinh vào. Khóa cửa lại luôn. Phải nhanh chóng hả? Nhanh. Đâu, phải thủ luôn cái đinh ở đây này. Đây rồi, muốn đinh anh cầm đây. Cầm sẵn rồi. Rồi ok. Cái hộp này rất là chắc chắn khả năng là hacker không thoát được ra đâu. Nhưng mà mình sẽ, nếu mà dốt hacker vào, mình sẽ tạo cho thử thách hacker thoát ra khỏi cái hộp này. Nếu mà thoát ra được thì trả lại cái mặt nạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Sẽ thử thách hacker thoát ra khỏi cái hộp này luôn. Được. Nhưng mà không biết ông hacker có dám đến không. Đang sợ không dám đến. Đang cho hacker thành thử thách luôn. Ừ. Vừa tròn vừa thử thách đấy, thế nó mới hay. Vừa lấy có bảo hacker, có bảo mấy giờ hacker đến không? Làm sao biết được mấy giờ, nó bảo nó đến thì mình biết thế nào được mấy giờ, phải không? Bất ngờ thôi, cứ bất ngờ thôi. Chắc là bất ngờ đấy, con là hacker hành tung bí ẩn. Bất ngờ, tôi nghĩ là phát này bất ngờ, mấy anh em bất ngờ. Bây giờ... Ví dụ ông nó bay trên trời xuống nhà anh. Bây giờ đụng cái từ trên cây kéo nhảy xuống. Nếu mà anh em mình cứ đứng ở đây làm sao ông dám đến? À ừ thì lúc đi. Đây. Buồn ngủ quá, hacker chưa đến. Hay là hacker sợ anh em tôi. Không biết có sợ không nhỉ? Em nghĩ chẳng sợ. No.
Đúng rồi, bảo cho đi đây. Thả nó ra. Đóng đinh rồi. Con người làm lừa ta. Ta có sai đồng chí chính nữa. Anh chó ấy, các người sẽ trả đó. Sai lầm lớn nhất của hacker là tin Phương Dưỡng ở trong đấy nha. Tôi sẽ phải trả giá. Rồi, một người chuyên trong đây hacker ra là bổ ngay. Không được ra mới chưa? Không được ra một lỗ này. Hôm nay rốt trong đây. Cứ ở trong đấy mà ôm cái mặt nạ. Đừng để ta ra được, các ngươi sẽ phải trả giá cho sai lầm hôm nay của ta. Chứ mặt nạ thì đối với ta rất chi là quan trọng, ta không thể bỏ nó được. Hôm nay ta sẽ phải lấy nó về, nó sẽ không xa ta một lần nào nữa. Kể từ hôm nay, nó sẽ ở bên ta mãi mãi. Thế thì ông giữ cái mặt nạ ấy, sống trong cái hộp này mãi mãi nhá. Không được ra đâu. Không được ra đâu. Thôi, ở trong đấy đi, không cho ra đâu. Ngồi đấy mà thẳng nghỉ ngơi đi. Vậy là tôi đã bắt được cái hacker rồi đấy. Các bạn thấy chưa ấy? Hacker bị Phương Dưỡng bắt rồi. Ở trong đây cả đời nhá. Hôm nay là tôi cho ông thôi chứ tôi không trả mặt nạ đâu. Làm sao mà lấy được mặt lạ của Phương Dương? Trả lại mặt lạ cho ta. Không trả. Trả giá. Không đòi nào. Clip này tôi cho anh cơ rồi đấy. Ta đã sai đi tin các ngươi. Trả nó ra. Ui giời, đi tin Phương Dương bé đây cho ăn đi các mọi người bảo. Ông hacker tin người vãi. Bây giờ ông có muốn thoát ra khỏi đây không? Muốn, rất muốn ra khỏi đây và mang cho mặt lạ của ta đi. À thế á, thế ông muốn lấy mặt nạ nữa. Thế thì bây giờ ông làm thử thách luôn đi. Ông, tôi sẽ cho những dụng cụ vào trong đấy và ông sẽ thoát ra khỏi cái hộp đấy. Chỉ cần có mặt lạ, các người muốn gì ta cũng sẵn sàng. Ok, thế thì ông thoát ra khỏi cái hộp này, tôi sẽ trả mặt nạ cho ông thế thôi. Đơn giản không? Làm sao thoát khỏi cái hộp của từ Phương Ngưu Dưỡng chế tạo, làm sao mà thoát khỏi, trời ơi. Ta sẽ phải ra khỏi đây để ta lấy lại cái mặt nạ. Cứ cho đêm mà ngủ thôi. Phương Hữu Dương nó tóm được hacker. Đúng rồi, đăng lên câu chuyện. Tóm hacker thôi. Bắt được hacker rồi. Bắt được hacker rồi. Anh Côn ra cố thêm mấy lớp nữa để hacker không ra được. Cố thêm phải không? Tán thêm đi. Tán thêm đi. Có cần nó tôn không? Không. Bắt được hacker rồi là hacker. Hacker chào các bạn ơi. Hacker đã bị Phương Hữu Dương bắt rồi. Tức kiểu hacker đang tức của các bạn không quay nữa. Hacker nhìn ở ngoài đời sẽ nhìn như người bình thường. Bây giờ bỏ mặt nạ xem ta như người mặt ngươi là thế nào nào. Bỏ mặt nạ ra xem nào. À bây giờ như bỏ mặt nạ ra thì ta thả ngươi ra. Để xem mặt ngươi là ai nào. Chắc chắn đó sẽ không, chuyện đó không bao giờ xảy ra, ngươi đừng hòng. À thế à. Thế đi ở trong đấy nhá. Các ngươi hãy đợi đấy. Ta mà ra ở đây các ngươi sẽ phải trả một cái giá rất chi là đắt. Sợ thế. Hacker đang đe dọa chúng tôi các bạn. Sợ quá. Dám đe dọa. Thế thì ở trong đây cả đời. Ai thả ra rồi. Quay cái đạp mạnh ra mà ra thôi. Các người nghĩ với vị trí thông minh người ta sẽ không thể ra được đây. Thì bây giờ tôi bảo ông là ông bỏ cái mặt lạ ra, tôi xem mặt thì tôi thả ra, mà ông không chịu bỏ mặt lạ ra thì ông ở trong đấy cả đời nhá. Bỏ mặt lạ ra xem nào. Điều chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Người đừng hòng. Thế thì thôi. Lịch không phải các người trôi thêm một lần nữa đâu. Lịch mãi mà hacker chả thấy bỏ mặt lạ ra gì các bạn ạ. Hacker vẫn đang tìm lối thoát các bạn ạ. Không thoát được đâu. Bây giờ tôi phải cho dụng cụ ông mới thoát được ra chứ. Ông dùng tay không để phá được cái hộp này chứ, thật là tài thánh. Chắc chắn người định trốn ta tiếp theo, ta không đốc lừa đâu. Không cho nữa là không cho nữa. Thì bây giờ nhá, thì bây giờ đặt ra thử thách cái cơ luôn, là bây giờ nếu mà một tiếng ông thoát được ra khỏi cái hộp này thì là tôi sẽ trả mặt lạ cho ông, được chưa? Ok chưa? Người hứa với ta chắc chắn sẽ không trốn ta một lần nữa đúng không? Không cho nam tử án đại trượng phu. Một tiếng ông thoát được ra thì tôi sẽ trả lại mặt nạ, ok? Độc thế đâu, rất đơn giản, một tiếng tôi lại tính giờ đàng hoàng luôn. Tôi sẽ cho các dụng cụ vào đấy anh phá, chứ không phải dùng tôi không. Được, ta sẽ tìm người lớp lần này. Chấp nhận thử thách gì? Ta chấp nhận. Bắt tay hacker phát à? Ui dồi, tay hacker giống tay người các bạn. Chắc là không dám rửa tay, con để đây cả đời. Này hacker này, dụng cụ đầu tiên, đấy, bắt đầu tính giờ, từ từ. Tính giờ nhá. Không được rửa tay mới được. Các người hòng trôn tăng lần nữa không? Không trôn.
Lần này không cho, nếu mà ông hoàn thành thử thách trong 1 tiếng thoát ra đây thì tôi sẽ trả lại mặt nạ, tôi không cho, không hề cho. Phương giữ không mà nó phét luôn. Rồi bắt đầu tính giờ nhá. Rồi bắt đầu tính giờ. Thử thách hacker 1 tiếng thoát ra của cái hộp này. Ok. Lần trước là sán đèn su không thể nào thoát ra rồi. Sán su mất gần 3 tiếng. Mà ông hacker này mà 1 tiếng thoát ra được, chắc là tôi bá làm sư phụ. Cố lên hacker, cố lên, cổ vũ đi thôi, bây giờ cổ vũ hacker cho anh. Cho để hacker lấy lại mặt lạ đi. Nhìn hacker vất vả quá, bây giờ tôi sẽ cho thêm một cụ thêm mà không nhìn thấy hacker cùng dùng mỗi cái thuổng cứ xiên này không bao giờ mới ra được. Thôi cho hacker cái búa. Bách ơi, tặng ông cái búa này. Cái búa này liệu có ẩn chứa cái gì để chôn giam không? Không chôn chả, ông cứ nghĩ cái gì cho đấy, cho ông cái búa này, ông gõ cho nhanh chứ tôi chôn cái gì đâu. Trời ơi, khổ lắm. Ok hả? Rồi gõ đi. Đấy. Thoát ra rồi đi đã. Gọi rộng ra. Hacker này khỏe phết các bạn, gõ mạnh lắm. Gõ mạnh lắm. Hacker uống nước không? Để tôi mang nước cho, khát nước chưa? Được, ta sẽ chấp nhận nước của ngươi. Đây, Vinh vào lấy nước cho hacker đi Vinh. Đây rồi. Ông hacker ơi, khỏe. Không, cứ cười. Mày lấy nước chưa, cười gì? Đấy rồi, đây rồi, đây. Đây nè. Uống không? Đấy. Nước của ông là hacker. Chanh muối. Còn đậm nước này rất chỉ là khác với nước ta uống bình thường. Chanh muối đó, dã mồ hôi gì nữa. Đỡ ra mồ hôi. Liệu trong đây có cái gì không? Không có gì đâu, nếu mà chúng tôi muốn ông đã ông từ lâu rồi. Ngon không? Có thấy gì lạ lạ không? Chắc là nước này có gì sao mà hắn cười ghê quá. Hacker uống nước quá. Hacker uống nước rồi. Nước này không giống như nước bình thường. Nước đẹp không uống nữa. Tôi không cho nữa, uống nước đi hacker ơi. Khổ thân. Khổ thân, hacker bị cho chút cũng khổ thôi. Cho hacker uống nước các bạn không thấy hơi khát. Ông hacker này khỏe ghê các bạn ạ. Đập mạnh, đập nhiệt tình luôn. Khả năng là ông ấy kiểu như là muốn lấy lại cái mặt nạ này. Không biết cái mặt nạ này có gì mà ông ấy quý thế nhỉ. Hacker ơi, sao ông cứ lấy cái mặt nạ này để làm gì? Hacker. Đó là một chiếc mặt nạ bí ẩn. Chiếc video mà giúp ta làm được mọi việc suôn sẻ. Thật đó? Thật đó? Thế tao lấy luôn hack luôn đó. Nhưng nó chỉ có tác dụng khi ta đeo lên, còn những người khác đeo không thể nào có tác dụng như vậy. Không tin. Sắp ra được. Không ra được. Không ra được. Chưa được người ra, nâu ra được. Người gì còn nâu. Thành to. À, cho hacker kéo nếu mà đến nó tôn thì cắt ra này. Không kéo, không cắt được đâu. Tôn thì cắt được, nhưng mà chưa đến lúc cắt. Cứ đập to để dành nỗ chui ra nữa. Kiểu này hacker không thoát ra rồi. Tối. Hacker mệt rồi các bạn ạ, ngồi uống nước rồi. Thở rồi à? Thở rồi. Thở rồi. Ngồi bổ 30 phút mà chưa được ra được. Cố lên hacker ơi.
tôi cũng cổ vũ cho ông, các bạn là ông bảo là cái mặt nạ này quan trọng với ông ấy, tôi cổ vũ cho ông để ông lấy lại cái mặt nạ này, nhưng mà ông sức thể lực kém thôi, để clip sau vậy nhá. Có gì thử thách sau tôi lại thử thách ông, cho ông có lấy được không? Hacker chịu thua rồi các bạn ạ. Thế là công dễ một chút nào các bạn ạ, mới được 3 phút mà tôi cho ông con ra các bạn này, đây đừng chịu thua vội, đây cho ra nữa vào khả năng là được chịu được kịp đấy, bố được hỗ trợ thêm hacker cái búa nhé các bạn nhé. Này lại cho hacker ơi, cho hắn vũ tạ. Hacker sao thoát được ra rồi? Hacker sao thoát được ra rồi? Sắp ra rồi, ông cố gắng lên. Hãy cố gắng lên không? Rồi, u. Rồi ra rồi, Hacker ơi, hình như ra rồi đấy. Cố gắng lên. Ôi vừa rồi. Từ từ thôi. Rồi. Không, các người không giữ được nữa. Thì xin thông báo với ông là ông hoàn thành thử thách rất tốt, nhưng mà rất tiếc là ông biết bao tiếng hay không? Bao tiếng rồi? 1 tiếng 4 phút 07 giây. À đâu? Ờ đúng rồi, 1 tiếng 4 phút này các bạn này. Quá thời gian rồi. Thử thách ông là 1 tiếng cơ, nhưng mà ông đã quá thời gian rồi. Thì mặt lạ này vẫn là của tôi. Thì lúc đầu đã thống nhất rồi là nếu mà không vượt qua thử thách thì là cái mặt lạ này vẫn ở lại ở đây. Thì lúc đó thống nhất rồi, Lan Tử Hán Đại Nhân Phu. Thì bây giờ ông về đi, ông đi đi. Ông đi. Cái mặt lạ này vẫn giữ ở chỗ tôi, khi nào dịp khác ông sẽ quay lại lấy sau. Dạ dịp khác. Đàn ông thì phải nói lời, phải giữ lời. Ok, anh cô thả ra. Thả ra. Rồi không phải thả bắt tay đi. Thả ra, không phải sợ. Ta sẽ giữ lời hứa, nhưng là sau ta sẽ chắc chắn sẽ không bị các ngươi chôn nữa đâu. Bye bye nhá. Cái mặt lạ của hacker tôi vẫn giữ, thì tương lai hacker vẫn còn quay lại gặp tôi nhiều, vì cái mặt lạ này rất quan trọng đối với ông ta. Thế ông ta bảo thế. Chắc chắn rồi. Chắc chắn ông ta sẽ quay lại để lấy cái mặt lạ này. Thật. Mà em nhìn cái mặt lạ này chẳng có gì đặc biệt mà sao ông lại cần thế nhỉ? Thì nó là kỷ niệm của ông ta thì biết đâu được, như nó vợ ông ta tặng hay là ai tặng gì chẳng hạn. Nó hay là chứa điều bí mật gì trong đây chẳng hạn. Nói chung là nhiều vấn đề chứ. Nhiều vấn đề á? Mình nhìn nó là mặt nạ bình thường nhưng bên trong ẩn giấu mối nguy hiểm chẳng hạn. Như cái mặt nạ có độc tố hay là cái gì chẳng hạn. Hay là mặt nạ của ma quỷ chẳng hạn. Nhưng mà nhìn hacker nó đeo mặt nạ trông chất nhỉ. Mình đeo mặt nạ chả hợp gì nhỉ. Mình đeo mặt nạ kiểu ớt đâu ấy. Tổ tè kiểu thế. Thế gọi là hacker. Đâu mình thử nào. Được, nhìn cứ thế nào đi. Ơi. Ừ, thằng Vinh giống hacker này. Mày giống hacker ấy. Em giống hay là mày là hacker, đóng giả hacker. Không, em ở đây mới cùng với anh biết đóng giả được. Đấy, bây giờ sáng đem mặt lạ vào. Đấy. Mọi người xem mày giống hacker không? Tôi không nên giống hacker. Cái ông hacker vừa lại to hơn thằng sáng nhiều. To hơn thằng sáng nhiều. Vậy là xong clip. Clip này vừa cho là hacker này, vừa thử thách được hacker này, lại còn giữ lại được cái mặt lạ này. Đây là clip này được 3 nhiệm vụ hoàn thành, vui. Nếu mọi người thấy clip của tôi hay, cho tôi một like, một đăng ký và chia sẻ các bạn khác cùng xem nhá. Cảm ơn các bạn xem clip của tôi, hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo nhá. Xin chào tất cả các bạn.